cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Suốt thì tao quên á. Hả? Âm thanh đó là gì? Tiếng này đến từ đâu ta? Cậu đây rồi. Tao chán quá. Tao chả có ý tưởng vui chơi gì cả. Có chuyện gì thế? Samantha, bỏ hết mọi thứ đi. Cậu không tin được đâu. Cuối cùng cũng có điều thú vị rồi. Tao thấy chúng cho cùi cây này. Hai bé này vô gia cư đó. Chúng ta phải giúp rồi. Ngắm các bé nè. Tất nhiên rồi. Tớ có mấy mẫu nhà cực kỳ lý tưởng cho mấy bé này luôn. Ta chỉ cần vẽ lên là được. Tớ cá rằng phòng của bé bọ rùa sẽ đẹp nhất mà coi. Bởi vì nó sẽ được làm bởi người gì cool nhất thế giới, Samantha mà. Gì cơ? Không đời nào, tớ sẽ tạo ra căn phòng đỉnh nhất cho bé đào. Nhẹ nhàng thôi, đừng cãi nhau trước mặt các bé chứ. Ui, xin lỗi. Chào mừng đến với trận chiến của các nhà thiết kế. Hôm nay chúng ta sẽ chế phòng cho những bé giấy dễ thương này. Vậy thì các cô gái sẵn sàng chưa? Tớ thì chắc chắn rồi. Samantha, lúc nào mà chả sẵn sàng. Vậy thì hãy bắt đầu nào. Susan đã chọn màu hồng. Rất thú vị. Tớ xem kỹ hơn được không? Xem đi cậu có thể. Ui. Vẽ lên bản tham khảo là phạm luật nhá. Phát thẻ vàng. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. Được. Và như thế này. Tớ mong là cậu chắc chắn về màu này. Nặng thật đấy. Nhưng tớ đã tậu được em với giá hơi. Mấy thứ đó sẽ giúp cậu trang trí phòng cho coi. Tôi thật đã tìm thấy mấy thứ hay hay rồi. Tớ đoán có ai đó cần thay tã. Cậu ấy hỏi mình có chắc chắn về màu này chưa là có ý gì nhở? Mình đang làm sai gì hả? Không thể thua được. Nào, đừng khóc nữa. Nếu không tôi khóc theo đây. Đây là cơ hội của mình. Thế này thì Siêu sẽ không bao giờ đánh bại được mình. Ha 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 ha. Ok, còn gì nữa không? Ôi không! Mình phải làm gì với cái này? Hả? Cái này là gì? Wow! Cảm ơn! Gì? Này trọng tài! Siêu chơi bẩn kìa! Tớ không đời nào nha! Việc gian lận là không được! Thẻ vàng thứ hai! Này! Bất công thế! Đừng có cãi trọng tài! Cậu có thích bị cấm thi không? Chào đăng ấy, vui lắm đây, tham gia cùng tớ nào. Ôi da, không, chắc là lần khác vậy. Twinkle, twinkle, little star. Xin lỗi. Và ta quay lại với cuộc thi, mọi thứ đến nay thế nào rồi? Tình hình ổn áp, tuy nhiên tớ không chắc về Samantha lắm. Ồ thế à, thế thì xem tớ này. Được rồi, tớ hiểu rồi. Còn gì khác không? Không à? Ok. Vậy các bé ơi, ý ta là các đội trưởng của chúng ta có những yêu cầu thiết kế đặc biệt. Đây, xem này. Gu của họ đỉnh quá. Chuyện, tớ cực thích mấy cái này luôn. Hình như tớ quên gì á. Phải rồi. Thứ này chắc chắn sẽ khiến phòng của mình đỉnh số 2, không ai số 1. Ôi không, đó là gì? Đất sét hả? Ý tưởng tuyệt đó, nhưng cậu ấy không thể nào thắng được. Được rồi. Này! Thôi nào, chỉ của mình đâu hết đấy nhở? Giờ món nào sẽ đẹp hơn ta? Được rồi, trò chơi kết thúc. Cậu bị cấm lúc, đi vào tủ ngay bây giờ. Nhưng cậu hiểu nhầm rồi Sam ơi, tớ mới chỉ... Tớ bảo là bây giờ. Ôi không. Này, sao cậu lại ở đây? Tớ thay bộ rùa bằng một cục đất sét. Còn cậu? Tớ cướp kẹo của trẻ con đó mà. Gớm thế, tớ phải tìm cách ra thôi. Cảm ơn bộ rùa nha, thế này hữu ích lắm. Tuyệt vời. Xem này bé yêu, em có thích nó không? Đỉnh chóp luôn, đợi bộ rùa. Ha
ngài. Gì cơ? Thả cô ấy ra? Nhưng thế là trái luật mà. Ôi không. Ôi, được rồi, tôi sẽ để cô ấy ra ngoài, đừng giận mà. Được rồi, siêu dân, tớ đổi ý rồi, cậu có thể ra ngoài ngay bây giờ. Khoan hồ, bắt đầu công việc thôi. Nãy mình đang làm gì nhỉ? Không cấm túc nào ngăn mình làm thủ công được. Tuyệt vời, và ta đang chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc chiến này. Bé Đào cần một chỗ để thay đồ. Ánh sáng đã có, đồng hồ đã xong, còn gì nhỉ? Tớ thật sự ngạc nhiên đấy, Samantha. Sao cậu lại bất cẩn như vậy? Cậu quên thứ quan trọng nhất rồi. Xin lỗi Sam, tớ chỉ là bà dì thôi, trong khi cậu trông như ông bố trẻ thật á. Không, chỉ là... dễ thương quá chừng. Ủa, bé yêu của tôi, cậu nghe thấy không? Bé ơi, gọi tớ là bà đây. Ngọt ngào ghê, cậu lúc nào chẳng giỏi chăm trẻ, cậu biết thế mà. Nhưng mà Sam tìm thấy các bé chỉ có một mình, không có vật dụng gì cả. Đúng vậy, chúng ta nên làm gì đây? Tớ đoán là điều này chỉ có thể có một nghĩa duy nhất thôi. Đến lúc vẽ rồi. Cái tay áo nó trông không đúng. Làm ơn đợi chút. Ôi không, cậu làm gì đấy? Trả lại mẫu tập khảo đi. Cậu cũng muốn bị phạt hả? Xin lỗi Sammy, tớ vừa nhầm cậu với cục tẩy á. Công chúa của chúng ta biết rõ những gì cô ấy cần. Có vẻ như bọ rùa cũng nhận thức được điều đó. Nhanh lên, cuộc thi sắp kết thúc rồi. Chúng ta cần công bố người chiến thắng, các cậu biết mà. Nhanh quá. Cuối cùng thì cũng xong. Cậu chậm thế nữa. Tôi đã hoàn thành cái này cách đây mấy giờ rồi. Trời má ơi. Đùa hay đó. Đập tay phát nào xong đấy ơi. Đừng lăng nhăng nữa. Tôi thấy có người rất nghiêm túc muốn chiến thắng đây. Vâng, chính tôi đây. Và những nét cuối cùng, cố lên nào Samantha. Nghệ thuật đòi hỏi thời gian, cậu biết mà. Vậy thì chậm lại chút nhé người chị em. Cậu đang làm cái gì đấy? Ôi con bé này. Nhận lấy nè. Không, dừng lại. Thí sinh, thời gian đã hết. Mời trình bày tác phẩm ạ. Để công bố kết quả, tôi cần biết ý kiến của ban giám khảo. Bạn nghĩ sao? Nhanh quá. Xem nào. Và người chiến thắng của cuộc chiến tranh thiết kế là... Tuyệt quá! Chúng ta cùng thắng! Ui, tớ vui quá chừng! Và thế là xong! Tập trận chiến thiết kế của chúng ta đã tới giai đoạn cuối cùng và đỉnh nhất! Buổi sáng thế giới ơi. Chào công chúa Đào, em có đói không? Để ba cho em ăn nhá. Để gì làm ấm sữa cho em nhá. Tôi đoán bé kia cũng đã tỉnh rồi. Này cậu kia, thức dậy và tỏa sáng nào. Đợi xíu trong khi thức ăn được chuẩn bị nhá. Ơi, nóng quá. Ôi, xin lỗi. Vậy là tới giờ ăn sáng rồi. Giờ hãy cùng thay tã cho bé ấy nào. Này đợi đã, cái gì đây? Đừng làm thế nữa cô gái ơi.
Giờ đến với đứa bé kia. Khổ cái thân tôi. Sao cậu lại bị thế vậy? Đây, như mới luôn. Tiếp theo là gì? Ok, hôm nay chúng ta nên mặc gì nhỉ? Tôi nghĩ cái này cũng được. Gì đây? Cậu muốn thử bộ khác không? Hãy thử bộ này xem nào. Ồ, đẹp quá. Em muốn đội mũ này hả? Được thôi. Lựa chọn tốt đấy. Em sẽ trở thành nhà thiết kế tuyệt vời cho xem. Tớ mệt mỏi quá. Giờ, mặc thêm một bộ nữa hả? Ồ, đúng vậy. Và ở đây chúng ta có bộ trang phục hồng phấn thật xinh xắn. Cái gì vậy? Gì cơ? Cứ mặc cái khác nếu cậu không thích. Đứa bé này. Được rồi, ngắm thử xem cậu mặc thế nào nào. Ồ, cậu xinh lắm á. Tớ tới đây. Ngắm món đồ chơi này nào, đừng khóc nữa nha. Giúp tớ với. Quá sức quá, tớ mệt mỏi quá. Gì, cậu muốn tớ bình tĩnh lại á? Cảm ơn các bạn dễ thương nha. Quả thật rất tuyệt phải không? Các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tớ ngày hôm nay nhé. Đừng quên cho chúng tớ một nút like, chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của tụi tớ nhé. Tạm biệt cả nhà nhé. Chào mọi người đi các bé. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo của tụi tớ nhé.